Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Xin chào toàn thể mọi người. Thì hôm nay em có một cái vấn đề muốn chia sẻ đối với các cô chú anh chị em về cái con chó sù Bắc Hà. Đó là một loại, một số bệnh trên con chó sù Bắc Hà. Và đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho các cô chú anh chị em một loại bệnh, đó là bệnh giun sán trên con chó sù Bắc Hà. Và chúng ta nên phòng trừ và tẩy giun đối với những cái con chó sù Bắc Hà này từ bao nhiêu tháng tuổi, và chúng ta tẩy theo chu kỳ như thế nào. Thì cái con chó sù Bắc Hà này thì kể cả những cái con vật khác thì chúng ta cũng phải tẩy giun. Tại vì khi chúng ta tẩy giun thì cái con chó nó sẽ lớn rất là nhanh và nó sẽ rất là khỏe mạnh. Cái đặc tính và cái đặc điểm của cái con chó sù Bắc Hà này thì nó cũng ăn, nó cũng đào bới. Mọi người cũng phải hiểu một cái câu là chó ăn đá, gà ăn sỏi. Thì nó cũng phải ăn những cái vật bẩn bẩn một xíu, thì cái hệ tiêu hóa và cái đường tiêu hóa của nó, cái thành mạch ruột thì nó mới vận hành được tốt nhất. Đấy, giống như là cái con gà ấy, thì nó cũng phải ăn sỏi để cho cái hệ mề của nó sẽ cọ sát và nó sẽ bài tiết được tốt hơn. Cũng giống như con chó ấy, nó cũng một số con nó cũng ăn những cái loại đất, loại đá để cho những cái thành mạch ở bên trong ruột của nó hoặc là dạ dày của nó sẽ được gọi là bài tiết tốt hơn. Tại vì những cái con chó, con gà ấy, thì nó thường thường nó là những cái con động vật bậc thấp, cho nên nó phải cần phải cải thiện những cái vấn đề đó. Đó là em chia sẻ với các cô chú anh chị em ban đầu là như vậy. Còn cái con chó từ khi sinh ra là 1 ngày tuổi cho đến 30 năm ngày tuổi, khi mà nó hơi hơi biết ăn dặm và nó biết gọi là nhận dạng người, thì chúng ta nên tẩy giun cho nó 1 lần. Và trong khi cái thời gian mà cái con chó mẹ nó mang bầu ấy, thì chúng ta cũng phải tẩy giun cho nó 1 lần để cho nó sạch bụng, để cho nó mang bầu, để cho cái con mẹ nó đỡ truyền nhiễm giun sán cho cái con khi nó vẫn còn đang ở trong bào thai. Đó. Rồi là khi cái con được 30 năm ngày tuổi rồi thì chúng ta sẽ tẩy giun cho nó lần đầu tiên. Đấy, lần thứ hai thì chúng ta sẽ lại tẩy giun cho nó vào lúc 60 năm ngày tuổi. Đấy, và lần thứ ba là 3 tháng tuổi thì chúng ta sẽ tẩy cho nó vào lúc 90 ngày tuổi. Đấy, rồi đến 6 tháng chúng ta lại tẩy lại cho nó 1 lần. Và rồi đến 12 tháng chúng ta lại tẩy lại cho nó 1 lần nữa. Và cứ mỗi 1 năm với những cái con chó lớn thì chúng ta cứ định kỳ là với những cái con chó trung bình ấy, thì cứ 3 tháng 1 lần. Với những cái con chó mà lớn khoảng tầm 2 tuổi trở lên thì cứ 6 tháng chúng ta sẽ tẩy cho nó 1 lần. Đấy, và những cái dấu hiệu mà các cô chú anh chị em thấy những cái con chó mà không được tẩy giun thường xuyên, đấy, lâu lâu nó sẽ lôn ọe ra những cái bãi nước màu trắng hoặc là cái bãi nước dịch màu vàng vàng. Đấy, sau đó thì nó có thể là nôn ra những cái nó ăn, nó sẽ hay bị nôn. Đấy, nó nôn hoặc là nó ỉa, nó hay ra những cái con sán trắng, sán dây, sán trắng. Đấy, thì các cô chú anh chị em nên phải tẩy giun. Nếu chúng ta trong một quãng thời gian dài chúng ta không tẩy giun cho cái con chó và con chó nó sẽ nhiễm giun sán, nó sẽ nhiễm vào tim này, vào phổi, vào gan này, thì những cái con chó đó đồng thời nó sẽ bị giảm rất nhiều tuổi thọ và nó sẽ bị chết rất là nhanh. Đấy. Và cũng đồng thời các cô chú anh chị em sẽ nhận ra là nếu con nào mà nhiễm quá nhiều và nhiễm gọi là loại sán mạch máu ấy, đấy, thì ký sinh trùng mạch máu ấy, thì nó sẽ bị nổi những cái vết gân chân lên. Nhưng mà thật sự đó là không phải gân chân mà đó là những cái con sán. Đấy, sán ký sinh trùng. Thì nó cũng vô cùng gọi là nguy hiểm đối với những cái con chó. Và những cái con chó mà nhiễm sán chó và gọi là toàn phần thì nó thường thường nó sẽ có những cái thể hình và thể lực còi cọc và yếu. Đấy, so với những cái con khác. Đấy, thì ăn đâu thì những cái con sán đấy nó ăn hết rồi. Đấy, thì chúng ta nên để ý. Đây là cái quy trình tẩy giun sán ở trại của em. Các cô chú anh chị em có thể mua những cái loại như là đốc tờ, cái loại mà viên mà hình xương chó ấy, hoặc là cái loại đó thì nó rất là đắt, nó chuyên tẩy cho chó mèo. Nó có thể là tẩy sán toàn phần trên cơ thể, giun sán toàn phần trên cơ thể của con chó và nội tạng của con chó thì nó rất là tốt, nhưng mà nó rất là đắt. Một hộp của nó đến tận 600-700 nghìn cơ. Bây giờ nó cao lên đến 700-800. Còn những cái loại mà tẩy giun mà ở thú y người ta bán cho các cô chú anh chị em cái loại thuốc vàng vàng ấy, thì nó chỉ tẩy được một số loại giun sán thôi, chứ còn nó sẽ không tẩy được toàn phần cho cái con chó. Ví dụ như sán tim, sán tiếc thì nó không tẩy được. Đấy, sán lá gan, lá ghiếc thì nó không tẩy được. Đấy, khi mà chúng ta hiểu được cái điều này và chúng ta tẩy giun định kỳ cho con chó thật là tốt, thì con chó của chúng ta nó sẽ
sức khỏe nó sẽ rất là tốt là thứ nhất này, thứ hai là sẽ phát triển về thể hình thể trạng vượt bậc, thứ ba là nó sẽ đạt được những cái gọi là tâm sinh lý ổn định về giống cái về giống đực thì nó sẽ thể hiện được tốt hơn. Đấy, thì các cô chú anh chị em cũng nên để ý về cái quá trình tẩy giun cho con chó chứ không được lơ là nhá. Cái con chó con ấy mà khi nó bị nhiễm sán hoặc giun quá nhiều thì bụng nó sẽ phình rất là to. Đấy, đó là ở giống của con. Còn ở cái con mà chó trung bình và chó lớn thì thường thường nó sẽ lôn ngoẹ là nhiều chứ nó không giống chó con. Chó con mà con nào mà nhiễm giun sán các cô chú anh chị em nhìn bụng của nó là biết ngay. Sau khi mà chúng ta tẩy giun phát là nhìn thấy bụng xẹp lép luôn mà nó ăn cực kỳ khỏe. Ăn cực kỳ tốt luôn. Đấy, cho nên là cái vấn đề này các cô chú anh chị em cần phải để ý nhá. Còn cứ định kỳ tẩy giun hoặc là khi bị nhiễm giun sán rồi thì chúng ta nên tìm đến những cái cơ sở thú y. Đấy, để chúng ta nhờ những các sự tư vấn của họ và chúng ta tẩy giun sán cho thật là đúng cách. Còn khi các cô chú anh chị em nào đã có kinh nghiệm và mọi người mua về mọi người tẩy theo định kỳ thì mọi người cũng cần phải ghi lại cái số ngày, số giờ, số tháng mà các cô chú anh chị em đã tẩy để cho nó có những cái chu kỳ từng tháng một hoặc là cái chu kỳ tẩy giun nó hợp lý chứ không được nhớ mang máng. Nếu mà nhớ mang máng mà các cô chú anh chị em ví dụ như là 3 tháng tẩy một lần mà 2 tháng đã tẩy cho nó thì nó rất là hại sức khỏe của cái con chó nhé các cô chú anh chị em. Chứ không phải là chúng ta nhớ nhầm chúng ta tẩy thế nào nó không bị sao đâu, càng tẩy nó càng hết giun đâu. Khi mà chúng ta tẩy nhầm mà thuốc nó chưa hết tác dụng hoặc là cái con chó nó chưa ổn định mà chúng ta chơi tiếp thuốc tẩy giun vào thì con chó của các cô chú anh chị em nó sẽ gây ra cái quá trình sốc nhá, sốc phản vệ đấy. Em đã từng bị một con rồi, nó sẽ mệt mỏi rồi nó sẽ các kiểu thể loại luôn. Nó có con mà nó không chịu được nó là nó sẽ tử vong luôn, nó sẽ chết luôn. Đấy, các cô chú anh chị em cần phải để ý đến cái vấn đề và cái quá trình này nhá, chứ chúng ta không được lơ là. Đấy, muốn tốt cho con chó thì chúng ta phải để ý những cái vấn đề về giun sán rồi. Cái chủ đề hôm nay với cái tiêu đề là tẩy giun sán cho con chó, tác hại của cái con giun sán đối với con chó và cái quá trình tẩy giun theo tháng như thế nào thì em cũng đã nêu cho các cô chú anh chị em rồi. Đấy, cũng hẹn các cô chú anh chị em vào một dịp khác em sẽ chia sẻ những cái loại bệnh khác nhau cho các cô chú anh chị em cùng hiểu và cùng chia sẻ với nhau để chúng ta nuôi cái giống chó này, nó giống chó Sù Bắc Hà này nó thật tốt hơn và nó thật là đẹp hơn. Rồi, em xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá.